Xin chào các bé thân yêu, chúng mình tiếp tục cùng nhau học nhận biết con vật nhé. Đây là con gì? What is this? Đây là con gì? What is this? Con ngựa. A horse. Con ngựa. A horse. Con ngựa này màu gì? What color is this horse? Con ngựa này màu gì? What color is this horse? Màu nâu. Brown. Màu nâu. Brown. Con ngựa kêu thế nào? How does the horse sound? Con ngựa kêu thế nào? How does the horse sound? Con ngựa có mấy chân? How many legs does the horse have? Con ngựa có mấy chân? How many legs does the horse have? Bốn chân. Four legs. Bốn chân. Four legs. Con ngựa này đang làm gì? What is this horse doing? Con ngựa này đang làm gì? What is this horse doing? Đang chạy. Running. Đang chạy. Running. Con ngựa này đang làm gì? What is this horse doing? Con ngựa này đang làm gì? What is this horse doing? Ăn cỏ. Eating grass. Ăn cỏ. Eating grass. Con ngựa này đang làm gì? What is this horse doing? Con ngựa này đang làm gì? What is this horse doing? Kéo xe. Pulling a cart. Người đàn ông này đang làm gì? What is this man doing? Người đàn ông này đang làm gì? What is this man doing? Cưỡi ngựa. Riding a horse. Cưỡi ngựa. Riding a horse. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bé nhé!